thấy cây xoài không? Dạ. Cây xoài có một cái cây này, nó có cái họ rơi cái cây không? Dạ. Mà sao giờ cây xoài nó trái quá nhiều vậy? Mà nó còn sống chưa chết á. Dạ. Có ai không? Rồi cái trái của nó không có một mùa mà nó nhiều mùa rồi đó. Trời ơi, nội cây xài bây giờ mà tở hộp của nó mà luôn nó thì thấy nó sẽ thành rừng xài đó. Có phải không? Thì một người mà con thấy bây giờ là cái duyên ác của nó diệt ngay từ ở trong lòng mẹ, nó đã chết trong lòng mẹ rồi. Con hiểu thầy muốn nói, họ đã móc thai bao nhiêu không? Cỡ mà móc thai, chắc là cái đất nước này nó không được dùng, còn chỗ đất ở đâu. Có đúng không? Mà nó tăng lên cái dân số như vậy thì cũng biết là như thế nào. Mà nếu cả một cái thế giới này mà cứ sanh ra như vậy đó, thì thầy nói là cái hành tinh chúng ta không còn đất ở, mà không còn đất ở lấy gì sống con, phải không? À, cho nên chúng ta nói cái từ trường tái sanh chứ không phải linh hồn tái sanh. À, còn nếu mà có cái linh hồn tái sanh thì con chết rồi nó mới sanh được. Nhưng mà không ngờ một con người của con giận nó không sanh ra cái từ trường. Cái từ trường đó nó tương ứng với cái người khác cũng sanh vậy, nó sanh ra con người mà con có biết đâu. Cho nên con cứ nghĩ là ôi tôi từ trường của tôi sanh ai, họ chịu khổ lấy chiếc đầu cái tôi được sợ. Nhưng mà không ngờ những cái từ trường nó vô thành cái lực của chúng ta, gọi là nghiệp lực. Cho nên cái từ trường mình cứ mình sanh ra một cái từ trường thì nó đã sanh ra một con người rồi. Nhưng mà cái từ trường đó nó sanh ra nó còn cái lực của nó, nhiều cái nó thành cái lực, chứ một cái sanh nó chưa có lực. Nhưng nó vẫn sanh một con người rồi mấy con. Mà nó sanh khi mà mấy con còn đang ở cắm sầm ở trong cái ác nghiệp. Mấy con ăn thịt giết hại chúng sanh thì cái nghiệp từ trường của mấy con hồi mà mấy con, khi mà tại sao cái sanh của mấy con bữa nay sao cũng bỏ vợ con ở nhà mua cá về làm cái này ăn mà không chịu làm, mua rau cải thì sao được, mà còn tức giận gì cái món ăn của con. Nó không ngờ cái từ trường con phóng ra đi tái sanh làm con cá. Con hiểu chưa? Thấy không? Nó cái nhân đâu thì quả đó chứ. Con hiểu chưa? Chứ đâu phải là đợi một chết mới sanh khá đâu. Ở như vậy biết bao nhiêu trong cuộc đời chúng ta mà sinh heo, sinh cá, sinh gà thì tại cái tâm niệm của chúng ta tới cái đường đó mà nó sinh ra, nó tạo cái sinh ra. Con còn hiểu chưa? Còn đến khi mấy con chết mấy con nó nó sinh ra con heo là tại cái đường đường chịu, nó sinh ra con gà cắt cổ chịu, chứ không phải con bị cắt cổ rồi sợ. À, nhưng mà quên cái lực của nó hàng ngày của mấy con mà làm cái điều ác đó trở thành cái lực đó nó mới sanh ra, mấy con sẽ sanh lên nè đau cái hầu nè, để trả cái quả cổ gà nè, che đụng gãy chân nè, để trả cái quả mẻ vỏ ếch nè. Có phải không mấy con? Có đúng không mấy con? Cứ lên nào quả nấy mà. Thì bản thân con mà tạo những cái này thì con phải gánh chịu trong cái hậu quả của kiếp tới của mấy con, và kiếp hiện tại mấy con cũng chưa biết khỏi những hậu quả đó đâu. Có đúng không mấy con? Ở đâu quay sanh một cái xài không sẽ có trái đâu, sanh ra các chồng nữa chứ. Thì cho nên cái nhân số mà Việt Nam vừa tăng lên đâu có nghĩa nó tăng lên, nó còn sanh ra bao nhiêu con vật, thế đâu mà nó sanh bao nhiêu đó không. Mà nếu mà cái nhân quả nó đủ nó sanh ra hàng loạt, nó thiếu cái nhiêu đó, nó bị giết ngay từ trong cái nước, giết ngay từ mà nó chết từ trong cái nước rất nhiều chứ. Nó sinh ra thì nó bao nhiêu mà tiếp từ mà dân số chúng ta còn tăng lên, tăng lên gấp đôi lần thì còn phải lưu ý cái cỡ mà nó đủ nhiêu mà thành hình nó lên, chắc chắn là chắc có lẽ là mình chỉ đánh lộn mà dân ta tạo đánh nào cả.